Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với trường làm đẩy nha. Hôm nay tôi có một điều rất là quan trọng mà muốn muốn cho tất cả các bạn xem. Hình là tôi có một chai Pepsi, một chai Coca-Cola, một chai Sten máu và có mấy quả trứng. Tôi móc trứng ra đó. Ở nhà đây đâu đây hai quả trứng à, các bạn sẽ biết tôi đang làm gì với những món đồ này không à, hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết là sẽ ra sao khi ngâm trứng vào trong những thức uống này, kết quả sẽ như thế nào à, các bạn muốn biết kết quả thế nào, nó bắt đầu làm cuộc thí nghiệm nào sẽ ra sao, bắt đầu nha. Đó là thú vị trứng của tôi đó. Và đây tôi đang có 3 cái ly. Đầu tiên các bạn thích nước nào trước? Coca Cola trước nha. Xìa. Trước khi tôi bỏ ra, tôi bỏ mấy quả trứng vào đây. Quả trứng. Quả trứng. Thấy không? Tôi sẽ có cao vào trong quả trứng này. Trứng chìm. Quả trứng chìm nha. Cái này luôn. Rồi. Cô ca. Rồi, tính nha. Đó, Coca. Cái thứ hai, tôi sẽ tìm đi. Máu. Tôi sẽ tìm nha. Sẽ tìm vào đây. Đây. Bú bú lung tung tung cái này. Quả trứng đang chìm ở dưới. Rồi, tôi cũng sẽ đậy nắp lại luôn. Spin. Đó là Pepsi. Quẩy. Quẩy nha, đang quẩy nha. Cha con đang quẩy bên kia. À, có ga. Không biết nữa. Đổ vô nè. Xin Coca-Cola. Đấy, ok nè. Rồi xong là bạn, đây là kết quả đây nè. Đây là quả trứng trong chai Pepsi. Chữ Pepsi rõ ràng nha. Vui rõ ràng nha, không gian lận với ai nha. Đây là chữ trứng trong chai Citin. Và đây một quả trứng nằm trong chai Coca-Cola. Đấy. Rồi tôi sẽ quan sát trong vòng một ngày, đúng một ngày. Một ngày sau tôi sẽ dỡ từng trái ra để xem hiện tượng gì xảy ra ở trong đây. Đúng một ngày tôi mới mở ra. Bây giờ tôi sẽ mang những cái này đi giấu đi. Không nữa giang hồ để ăn trộm mất cái buổi thí nghiệm tôi là mất công cốc đó. Không các bạn. Đây. Tôi sẽ để trong đúng 24 giờ ta sẽ quan sát hiện tượng gì xảy ra với 3 quả trứng này, với 3 chai nước này và 3 quả trứng này. Các bạn muốn biết hiện tượng gì xảy ra thì mời các bạn đón xem, rất là thú vị, tôi tin chắc rất là thú vị, ai không xem là hơi tiếc cuộc đời đó. Chờ đợi nha. Tôi đi đây. Đây, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với đi rừng và làm rẫy nha. Sau một ngày chờ đợi, bây giờ tôi đang chuẩn bị có sẵn 3 cái chén và 3 chai nước ngâm 3 chai trứng. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu khui và đập vỡ từng quả trứng vô từng quả chén để xem hiện tượng gì xảy ra đối với những quả trứng này. Ta bắt đầu cuộc thí nghiệm nha. Đầu tiên tôi sẽ bắt đầu khui nắp của chai Coca ra. Xong rồi nè bạn. Đổ nước ra.
Đây quả trứng, một quả trứng của cây coca bị nứt rồi nè, nhau nứt đâu, nứt hết rồi nè. Đem vào đây coca, tiếp tục spin, đổ nước ra. Tiên có máu luôn nè. Gì bây hả? À, Pepsi. Vui ra Pepsi, xuống cái Pepsi. Đấy, ba cái nha. Chúng ta sẽ bắt đầu đập ra để quan sát. Đây cho các bạn xem, đây một quả trứng của coca, dấu nứt rồi nè bạn, có dấu bị nứt rồi nè. Đây là xem có màng có ván không? Không, không có màng. Đây là chai của Citin, có cặn ván bám xung quanh nè, chui ra nè. Vỏ bị bào bớt rồi, thử Pepsi vỏ cũng bị bào bớt rồi. Và tôi sẽ đập nó ra cho các bạn xem cái gì ở trong đây. Và đây để tiếp tục tôi sẽ bắt đầu đập quả trứng của coca ra trước. Bị nứt rồi, thấy nứt không? Đập ra đó nữa đi. Cứng rồi, vỏ bị mỏng lắm bạn, vỏ bị bào bớt rồi, vỏ rất là mỏng. Vỏ bị mỏng bớt rồi, vỏ bị bào mỏng bớt rồi. Cái thứ hai, Citin. Citin nè. Citin thì nó bào hơn, mỏng hơn. Tin. Cái thứ ba là Pepsi. Vỏ đều bị mỏng hết. Mỏng dính nè, vỏ mỏng dính nè. Mỏng như lá lúa. Đây xem cái nào mỏng mỏng hơn. So độ nào mỏng hơn. Cái này dày hơn nè, Pepsi. Tin dày hơn nè. Xem coca cola rồi Pepsi nó mỏng hơn, vỏ của Pepsi mỏng hơn, độ dêm luôn cho bạn xem luôn nè. Để sát luôn cho bạn xem luôn nè. Thấy không bạn, thấy không cái vỏ đang cầm này là vỏ coca, vỏ này là vỏ Pepsi. Nên đây để cho bạn dễ nhìn, trồng luôn cho bạn dễ nhìn. Đây nè, nhìn mình thấy cái độ dày mỏng của vỏ trứng nè. Ở bên trong là của Pepsi. Bên ngoài ở bên trong là của coca, vỏ ngoài là của Pepsi. Còn vỏ ngoài đây là của Citin. Citin thì dày hơn, Citin thì nó dày hơn tất cả rồi. Citin thì nó dày rồi. Vỏ Citin sẽ dày rồi. Độ bào mòn rất ít. Đây. Này của coca, vỏ rất là mỏng. Này vỏ mỏng mạnh dễ vỡ, mỏng dính à. Vỏ này thì nó cũng mỏng nhưng không mỏng bao nhiêu. Có cái này là ít bào nhất nè, cái này vỏ còn cứng. Này vỏ cứng, vỏ này mỏng đều. Và tôi sẽ quan sát quả trứng. Quả trứng của Citin thì cái độ ngấm vô trong nó nhiều hơn nè. Này có một con vết đỏ đang lúng vào trong lòng đậu quả trứng nè. Cái này thì nhạt hơn tại vì cái màu coca nhạt hơn. Rồi cái màu một Pepsi thì thường Pepsi lẫn coca thì coca thường màu đậm hơn. Cho nên màu quả trứng hơi sậm sậm. Màu này nó hơi sậm sậm một ít xíu. Cái màu này quả trứng lông vô màu đỏ nè. Tôi cho bạn quan sát từng quả trứng luôn. Đây, bên trong của quả trứng coca nè, coca nè. Hơi sậm một xíu. Quả trứng của Citin thì lòng đỏ nó có hơi chấm màu đỏ nè. Không, Citin nó thấm quả trứng được trứng gà nè. Pepsi á. Pepsi cũng vô một ít. Đây. Đây chứ một thí nghiệm vui vẻ cho tôi cũng chẳng thể nói được gì ở trong đây. Và dĩ nhiên mùi tanh của trứng đã hết rồi bạn. Tanh rồi. Mùi tanh của trứng cũng không còn mùi tanh của trứng nữa. Của coca thì quả trứng thơm mùi coca nên luộc lên ăn rất là ngon. Quả trứng Citin thơm mùi Citin nên luộc lên là rất thơm mùi Citin. Bạn nào thích ăn Citin thì thơm mùi Citin.
quả trứng của Pepsi thì thơm mùi Pepsi, hơn mùi đậm đậm Pepsi, nên mùi tanh nó bị khử hết mùi tanh. Cho nên người ta thường hay lấy Coca Pepsi á, người ta nấu gà là như vậy. Đấy là những gì tôi muốn chia sẻ tất cả các bạn trong cái cuộc thí nghiệm ngày hôm nay. Còn luộc lên như thử chắc tin mang đi ướp la xem thử ăn có ngon không. Và đây, đây là cái cuộc thí nghiệm sẽ ra sau khi bỏ 3 quả trứng vào 3 chai nước khác nhau. Tôi chỉ để đó và cho bạn thấy và không nói gì thêm. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nhà tôi, lại đừng làm đẩy và đừng quên đăng ký để cập nhật các video mới nhất nha. Bye.